Cuốn 44 giải thích phẩm huyễn học thứ 11. Kinh Ma Ha Bát Nhã ghi phẩm huyễn nhân, Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm huyễn dụ thứ 10. Kinh: Lúc ấy Tuệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sẽ có người hỏi rằng: Người huyễn học Bát Nhã Ba La Mật sẽ được trí nhất thiết chủng chăng? Người huyễn học thiền Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, giới Ba La Mật, thí Ba La Mật, học bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung và trí nhất thiết chủng, được trí nhất thiết chủng chăng? Con sẽ đáp thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề: Ta lại hỏi ông, tùy ý ông đáp. Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Sắc với huyễn có khác chăng? Thọ tưởng hành thức với huyễn có khác chăng? Tu Bồ Đề: Thưa, thưa không, bạch Thế Tôn. Phật dạy: Ý ông nghĩ sao? Mắt với huyễn có khác chăng? Cho đến ý với huyễn có khác chăng? Sắc cho đến pháp với huyễn có khác chăng? Nhãn giới cho đến ý thức giới với huyễn có khác chăng? Nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sinh thọ cho đến ý xúc làm nhân duyên sinh thọ với huyễn có khác chăng? Tu Bồ Đề: Thưa, bạch thưa không, bạch Thế Tôn. Ý ông nghĩ sao? Bốn niệm xứ với huyễn có khác chăng? Cho đến tám thánh đạo phản với huyễn có khác chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Thí Ba La Mật với huyễn có khác chăng? Cho đến 18 pháp không chung với huyễn có khác chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Vô thượng chánh đẳng chánh giác với huyễn có khác chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Vì sắc không khác huyễn, huyễn không khác sắc, sắc tức là huyễn tức là sắc. Bạch Thế Tôn: Thọ tưởng hành thức không khác huyễn, huyễn không khác thọ tưởng hành thức, thức tức là huyễn tức là thức. Bạch Thế Tôn: Mắt không khác huyễn không khác mắt, mắt tức là huyễn tức là mắt. Nhãn xúc làm nhân duyên sinh thọ cho đến ý xúc làm nhân duyên sinh thọ cũng như vậy. Bạch Thế Tôn: Bốn niệm xứ không khác huyễn không khác bốn niệm xứ, bốn niệm xứ tức là huyễn tức là bốn niệm xứ, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác không khác huyễn không khác vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là huyễn tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Huyễn có nhơ có sạch chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Huyễn có sinh có diệt chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nếu pháp chẳng sinh chẳng diệt, pháp ấy có thể học Bát Nhã Ba La Mật sẽ được trí nhất thiết chủng chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ý ông nghĩ sao? Năm thọ ấm giả danh là Bồ Tát chăng? Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Ý ông nghĩ sao? Năm thọ ấm giả danh có sinh diệt như sạch chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ý ông nghĩ sao? Nếu pháp chỉ có danh tự, chẳng phải thân, chẳng phải thân nghiệp, chẳng phải khẩu, chẳng phải khẩu nghiệp, chẳng phải ý, chẳng phải ý nghiệp, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng như chẳng sạch, pháp như vậy có thể học Bát Nhã Ba La Mật sẽ được trí nhất thiết chủng chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Bồ Tát Ma Ha Tát nếu học được Bát Nhã Ba La Mật như vậy sẽ được trí nhất thiết chủng, vì không có gì được. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát nên học Bát Nhã Ba La Mật như vậy, được vô thượng chánh đẳng chánh giác như người huyễn học. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn, nên biết năm ấm tức là người huyễn tức là năm ấm. Phật bảo Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Năm ấm ấy học Bát Nhã Ba La Mật sẽ được trí nhất thiết chủng chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Vì năm ấm ấy tánh không có gì cũng không thể có được. Phật bảo Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Năm ấm như mộng học Bát Nhã Ba La Mật sẽ được trí nhất thiết chủng chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Vì tánh mộng không có gì, tánh không có gì cũng không thể có được. Ý ông nghĩ sao? Năm ấm như tiếng vang, như bóng, như ráng nắng, như biến hóa học Bát Nhã Ba La Mật sẽ được trí nhất thiết chủng chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Vì tiếng vang, bóng, ráng nắng, biến hóa, tánh không có gì cũng không thể có được. Sáu căn cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, thức cũng là sáu căn tức là năm uẩn. Pháp ấy vì nội không nên không thể có được, cho đến vì vô pháp hữu pháp không nên không thể có được. Luận hỏi: Vì sao Tu Bồ Đề đem việc ấy hỏi Phật? Nếu có người hỏi người huyễn học Bát Nhã Ba La Mật được làm Phật chăng? Phải đáp rằng không được, vì người huyễn hư dối không có gốc ngọn, việc ấy dễ đáp, sao lại đem hỏi Phật? Đáp:
Vì ở phẩm trên Phật nói nghĩa không sâu xa cho Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề nghĩ rằng các pháp nhất tướng không có sai biệt. Nếu như vậy người huyễn và Bồ Tát thật không có khác nhau, nhưng Bồ Tát tu hành các công đức thì được làm Phật, còn người huyễn không thật chỉ càng mắc người không thể làm Phật. Hỏi: Người huyễn không thể tu hành công đức vì không có tâm thức, làm sao nói tu hành? Đáp: Tùy thật không tu hành, người thấy in tưởng như tu hành nên gọi là tu hành. Nhưng người huyễn dùng thức ăn uống, tài vật, bảy báu, bố thí, xuất gia, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, đọa thiền, thuyết pháp, vân vân, người vô trí cho đó là tu hành, không biết là huyễn. Tu Bồ Đề nghĩ rằng, nếu như Phật nói các pháp nhất tướng không có gì, chỉ là hư dối, người huyễn và Bồ Tát thật cho đến Phật không có sai khác, như người huyễn cũng huyễn là Phật, hành sáu ba la mật, hàng phục ma binh, ngồi đạo tràng, thành Phật đạo, phóng hào quang, thuyết pháp độ người. Với Bồ Tát thực hành thật đạo, được làm Phật độ chúng sinh có gì sai khác? Phật dạy: Ta lại hỏi ông, tùy ý ông đáp lời ta. Hỏi: Cớ sao Phật không đáp thẳng mà lại hỏi Tu Bồ Đề khiến tùy ý đáp? Đáp: Tu Bồ Đề dùng trí tuệ không, quán ba cõi năm uẩn đều không, tâm sinh chán lìa, nhưng vì tập khí phiền não nên tuy biết được tổng tướng các Phật pháp đều không, song còn có chỗ yếu quý nên không quán xem được Phật pháp như huyễn không có gì, vì vậy nên mới dẫn dụ nói như ông lấy năm uẩn không làm chứng. Các Phật pháp cũng vậy, ông quán năm uẩn thế gian là không, ta quán Phật pháp cũng vậy, thế nên hỏi Tu Bồ Đề rằng: Ý ông nghĩ sao? Sắc với huyễn khác nhau chăng? Huyễn với sắc khác nhau chăng? Cho đến thọ tưởng hành thức cũng như vậy, nếu khác thời ông nên hỏi, nếu không khác thời không nên hỏi như vậy. Tu Bồ Đề thưa: Không khác. Hỏi: Nếu sắc không khác huyễn có thể được, vì người huyễn có sắc, còn thọ tưởng hành thức không có sắc, cớ sao nói như huyễn không khác? Đáp: Người huyễn có tướng mừng vui lo khổ, người vô trí không thấy cho là có thọ tưởng hành thức. Lại nữa, Phật nói thí dụ để khiến người biết năm thọ uẩn hư dối như huyễn. Năm thọ uẩn tuy không khác với huyễn, song Phật muốn khiến hiểu rõ nên nêu làm thí dụ. Chúng sinh cho huyễn là hư dối, còn năm thọ uẩn tuy có mà không khác huyễn, nên Tu Bồ Đề một lòng chủ lượng biết năm uẩn cùng với huyễn không khác. Vì cớ sao? Vì như sắc người huyễn dối gạt mắt thịt, có thể làm cho sinh ra lo mừng khổ vui. Năm thọ uẩn cũng có thể dối gạt mắt tuệ, làm cho sinh tham dục sân não, các phiền não vân vân. Như trò huyễn, do một ít chú thuật, sự vật, ngôn ngữ làm gốc, có thể hiện ra các sự vật thành quách, nhà quán, vân vân. Năm thọ uẩn cũng do một ít vô minh thuật đời trước mà có ra hành thức, danh sắc các thứ. Do vậy nên nói không khác, như người thấy việc huyễn sinh tầm chấp trước, bỏ phế sự việc nuôi sống, đến khi huyễn diệt, liền sinh hối hận. Năm thọ uẩn cũng như vậy, do nghiệp đời trước huyễn sinh ra thân năm uẩn đời nay, hưởng thọ năm dục, sinh tham giận, đến khi vô thường bại hoại, tâm nói hối hận. Vì sao ta chấp trước năm uẩn huyễn ấy, để mất thật tướng các pháp? Phật mở cửa lạc thuyết cho Tu Bồ Đề nên đáp huyễn với sắc chẳng khác. Nếu không khác, pháp ấy tức là không, vào trong pháp chẳng sinh chẳng diệt. Nếu chẳng sinh chẳng diệt, làm sao tu hành bát nhã ba la mật được làm Phật? Tu Bồ Đề nghĩ rằng, nếu như vậy, Bồ Tát vì cớ gì mỗi mỗi hành đạo có vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật biết ý của Tu Bồ Đề nên liền đáp: Năm uẩn hư dối chỉ do giả danh gọi là Bồ Tát, trong giả danh ấy không có nghiệp, không có nhân duyên nghiệp, không có tâm, không có tâm số pháp, không như không sạch vì rốt ráo không. Phật dạy Bồ Tát nên như người huyễn tu hành bát nhã ba la mật, thân năm uẩn tức là người huyễn không khác. Từ nhân duyên của nghiệp huyễn đời trước, vì từ nghiệp huyễn xuất sinh nên thân năm uẩn ấy cũng không thể thành tựu Phật được. Vì sao? Vì bản tánh không có gì. Ngoài ra mộng, biến hóa, bóng, tiếng vang vân vân cũng như vậy. Hỏi: Cớ sao nói thức tức là sáu nhập, sáu nhập tức là năm uẩn? Đáp: Thức là chi thứ ba trong 12 chi nhân duyên, trong ấy cũng có sắc, cũng có tầm số pháp, vì chưa thành thục nên gọi là thức. Từ thức sinh sáu nhập, hai thời ấy đều có năm uẩn, sắc thành nên gọi là năm nhập, danh thành nên gọi là ý nhập. Sáu nhập không liền năm uẩn, vì vậy nói thức tức là sáu nhập. Hỏi:
Nếu như vậy thì trong 12 nhân duyên, mỗi mỗi đều có 5 uẩn. Cớ sao nay trời nói thức và 6 nhập có 5 uẩn? Đáp, thức ấy là gốc của thân hiện nay. Chúng sinh phần nhiều lầm đối với pháp hiện tại, danh và sắc chưa thành thục, chưa có công dụng nên không nói. Còn 6 nhập thì thọ khổ vui, sinh ra tội phước nên nói. Ngoài 11 nhân duyên ra nên nói 6 nhập là 5 uẩn. Lại nữa, phải biết sau 500 năm, người học phân biệt pháp tướng mỗi mỗi khác nhau, lìa thức nói sắc, lìa sắc nói thức, muốn phá các chấp kiến đó để khiến họ nhập vào lý rốt ráo không, nên tùy trong thức không có năm nhập mà nói thức tức là sáu nhập, trong sáu nhập tùy không đủ năm uẩn mà nói sáu nhập tức là năm uẩn. Lại nữa, đời trước chỉ có tâm trụ trong sáu nhập, khởi các thứ ước tưởng phân biệt nên sinh ra sáu nhập đời này, thần năm uẩn theo đời này khởi ra các kiết sử, tạo sáu nhập năm uẩn đời sau, cứ chuyển như vậy, cho nên nói thức tức là sáu nhập tức là năm uẩn. Pháp ấy trong nội không không thể có được, cho đến trong vô pháp hữu pháp không không thể có được. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát với phát tâm đại thừa, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật sẽ không kinh, sợ hãi, hãi sợ ư? Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mới phát tâm đại thừa mà đối với Bát Nhã Ba La Mật không có phương tiện thiện xảo, cũng không gặp thiện tri thức, thời Bồ Tát ấy hoặc kinh hoặc hãi hoặc sợ. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là phương tiện thiện xảo mà Bồ Tát tập hành phương tiện ấy thì không kinh không hãi không sợ? Phật bảo Tu Bồ Đề, có Bồ Tát Maha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, quán sắc tướng vô thường cũng không thể có được, quán thọ tưởng hành thức tướng vô thường cũng không thể có được. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật có phương tiện thiện xảo. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, quán sắc tướng khổ cũng không thể có được, quán thọ tưởng hành thức tướng khổ cũng như vậy, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, quán sắc tướng vô ngã cũng không thể có được, quán thọ tưởng hành thức tướng vô ngã cũng như vậy. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, quán sắc tướng không cũng không thể có được, quán thọ tưởng hành thức tướng không cũng như vậy, quán sắc tướng vô tướng cũng không thể có được, quán thọ tưởng hành thức tướng vô tướng cũng như vậy, quán sắc tướng vô tác cũng không thể có được, quán thọ tưởng hành thức tướng vô tác cũng như vậy, quán sắc tướng tịch diệt là không thể có được, cho đến quán thức tướng tịch diệt cũng như vậy, quán sắc tướng lìa cũng không thể có được, cho đến quán thức tướng lìa cũng như vậy, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật có phương tiện thiện xảo. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật quán sắc tướng vô thường cũng không thể có được, quán sắc tướng khổ, tướng vô ngã, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô tác, tướng tịch diệt, tướng lìa cũng không thể có được, quán thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Lúc ấy Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩ rằng, ta sẽ vì hết thảy chúng sinh mà nói pháp vô thường cũng không thể có được, sẽ vì hết thảy chúng sinh mà nói tướng khổ, tướng vô ngã, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô tác, tướng tịch diệt, tướng lìa cũng không thể có được, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Bố Thí Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát không đem tâm thành văn bích chi Phật quán sắc vô thường cũng không thể có được, không đem tâm thành văn bích chi Phật quán thức vô thường cũng không thể có được, không đem tâm thành văn bích chi Phật quán sắc khổ vô ngã không vô tướng vô tác tịch diệt lìa cũng không thể có được, quán thọ tưởng hành thức cũng như vậy, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tịnh giới Ba La Mật. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nghe nói các pháp tướng vô thường cho đến tướng lìa mà tâm an nhẫn muốn vui, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhẫn nhục Ba La Mật. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, quán sát tướng vô thường cũng không thể có được, cho đến tướng lìa cũng không thể có được, quán thọ tưởng hành thức cũng như vậy, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng không bỏ không ngừng, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tinh tấn Ba La Mật. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không khởi ý thành văn bích chi Phật và các tâm bất thiện,
ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Thiền Ba La Mật. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, tư duy như vậy.